Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc triển khai chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn quảng bá xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dệt may và da giày, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, các bộ ngành trung ương để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp dệt may và da giày, đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố.